Mình sẽ chia sẻ với các bạn tất cả các hợp âm mà mình sử dụng trong bài hát của Hương Giang, bài hát mới nhất Adota, anh đang ở đâu đấy anh. Xong rồi từ cái bài hát này ra một cái hát tác người thứ ba đúng không? À, mình vừa mới nghe xong luôn, lên cái Hot Trends, nhưng mà mình cũng vừa mới nghe xong và mình thấy cũng hay hay, thế là mình qua câu lạc bộ và mình chơi thử luôn. Thì mình để bài hát này ở tông la thứ hợp với giọng của mình, mà nếu các bạn dùng tông la thứ thì các bạn cũng rất là dễ để đánh nữa, không có nhiều hợp âm nâng cao. Trong bài này chỉ có hai điều chú ý thôi, đó là hợp âm nâng cao thì các bạn sẽ dùng là C7 và Mi7. C7 thì các bạn đánh C này, Re thăng và Fa thăng. Còn Mi7 thì các bạn sử dụng cho mình là Mi, Son thăng và Si. Đó, còn khi các bạn vào bài ấy, để lấy tông cho đúng ấy, thì nó có cái câu đầu tiên là anh em cô ta chuyện chúng mình, thì các bạn sẽ đánh câu đầu tiên Do Si la Do Son. Đấy, đấy là câu đầu tiên. Thì các bạn đánh mấy cái nốt của câu đầu tiên là các bạn sẽ vào đúng tông thôi. Chúc các bạn vui nha.